Nhà hàng của chúng ta đấy thì nó có mang lại cái cơ hội gì mới không, đặc biệt là trước cái thềm Olympic năm nay? Hy vọng mọi người, mình nghĩ là tất cả những nhà hàng nào cũng vậy, chỉ hy vọng là chờ cái Olympic này thì nhà hàng sẽ cũng như là lên một chút, cũng như là để bán, nói chung ai cũng mong cái Olympic này đến để mọi người là có cơ hội làm ăn phát đạt hơn. Thật sự là nhà hàng em rất là mong muốn là có thể mở rộng hơn cái kinh doanh của mình và quảng cáo thêm cái chất lượng của bánh mì cũng như là đến tất cả mọi người cái Vietnamese traditional Vietnamese baguette to everyone in UK. Trong cái kỳ Olympic này thật sự là sẽ có rất nhiều người đến với London. Em mong rằng là cái thương hiệu bánh mì London cũng như là thương hiệu của Vietnamese food có thể đến với mọi người càng rộng rãi hơn. London á, nó trở thành một cái international city rồi, mà cái Olympic 2012 á, nó càng làm cho London là một thành phố là một rất là thu hút cái nước ngoài á. Ít nhất là một triệu người có thể đến London vì Olympic này. Cái nữa là tại vì ở London nó thuộc từ châu Âu vậy, người ta không cần phải bay vào mà ta đi xe bus vào, người ta đi xe lửa vào vậy. Không cái tôi nghĩ là cái dân số ở đây á, nó sẽ rất là lớn và không như vậy và cái doanh thu của tôi nó cũng sẽ tăng. Yeah, tại vì không những là tất cả những cái người tới đây để tham dự mà người ta có bạn bè vậy. Tôi có một người bạn ở Mỹ, cả một gia đình của họ bay first class over here, và để coi coi người Việt Nam nha, để coi Olympic. Vâng, và hàng đặc sắc nhất của tụi em có thể nói đến là những cái phone holder. Tại vì bây giờ thời đại không tin là mọi người ai cũng có điện thoại đúng không ạ? Hay là mình có những cái để điện thoại xong rồi có thể treo lên cổ hoặc là đeo bên vai, hoặc là có những cái túi để đựng tiền xu mà được thêu rất là tỉ mỉ bởi những thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam, và có cả đính gặt cườm này rất là mất công, rất là mất thời gian. London là nơi tổ chức Olympic và vừa lại là Diamond Jubilee, nữ hoàng 60 năm, và đây là kiểu mùa hè nữa, thế nên là kiểu tụi em cảm thấy thời gian rất là tốt.